Trong chuyên mục nhận định thị trường tuần này thì chúng tôi muốn đề cập đến thị trường bất động sản phân khúc bán lẻ tại thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, thị trường bán lẻ tại thành phố Hồ Chí Minh những tháng đầu năm vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện rõ rệt. Công suất cho thuê có cải thiện rất nhẹ nhưng giá cho thuê bình quân vẫn tiếp tục giảm. Ông Nguyễn Khánh Toàn, quản lý bộ phận nghiên cứu thành phố Hồ Chí Minh của hãng tư vấn Savi Việt Nam sẽ đưa ra những nhận định sâu hơn về thị trường này trong thời gian tới đây. Thị trường bán lẻ tại thành phố Hồ Chí Minh trong trong năm trước năm 2013 thì cũng gặp khá nhiều khó khăn về công suất thuê cũng như là về giá thuê. Theo chúng tôi đánh giá, chủ yếu cái lý do chính là bởi vì là do cái việc phục hồi kinh tế vẫn còn chậm và cái sức mua của người dân vẫn chưa đạt tăng được như mong muốn, mặc dù tổng mức doanh thu bán lẻ thì vẫn đang tăng, tuy nhiên là cái mức tăng thì lại không được như kỳ vọng những năm trước. Do đó là cũng ảnh hưởng tiêu cực một chút đến cái hoạt động của thị trường trên công suất thuê và giá thuê. Tuy nhiên từ đầu năm 2014 đến thời điểm hiện tại là đến quý 2014 thì chúng tôi nhận thấy là cái thị trường bán lẻ đã có những cái khởi sắc trở lại cả về giá thuê và đặc biệt là công suất thuê. Thì về mặt nguồn cầu trong tương lai thì chúng ta cũng nhìn thấy được là thị trường bán lẻ tại Việt Nam và đặc biệt là tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn là một cái thị trường bán lẻ đầy tiềm năng cho các nhà đầu tư trong nước cũng như là các nhà đầu tư nước ngoài. Và bản thân chúng tôi cũng nhận thấy là các cái nhà đầu tư bán lẻ lớn tại nước ngoài họ cũng rất đang hứng thú và đang quan tâm đến thị trường bán lẻ tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như tại Việt Nam để có thể đưa ra những quyết định đầu tư trong tương lai. Lý do chính để họ họ nhìn thấy được cái tiềm năng của thị trường bán lẻ thành phố Hồ Chí Minh, thứ nhất là về dân số của chúng ta. Hiện tại tổng dân số là hơn 8 triệu với cái mức tăng dân số là hơn 3%. Đây là một trong những mức tăng dân số cao nhất của cả nước. Thì cái việc dân số phát triển như vậy và cái cơ cấu dân số là dân số trẻ như vậy thì đây là một cái yếu tố rất là mạnh cho việc phát triển của thị trường bán lẻ. Thứ hai là về mức thu nhập trung bình, thành phố Hồ Chí Minh hiện tại vẫn là địa phương có cái mức thu nhập trung bình cũng như là GDP đầu người cao nhất cả nước, là cao đến hơn gấp đôi so với cái mức trung bình của cả nước. Và cuối cùng là chúng ta nhìn thấy được là thị trường sẽ có được tác động tích cực với rất là nhiều yếu tố. Một trong những yếu tố tôi muốn nói ở đây là về cái hành vi di chuyển của người dân tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì xu hướng sắp tới của chúng ta thì sẽ có hai xu hướng chính. Thứ nhất là về giao thông công cộng, thì chúng ta đã thấy là việc phát triển những tuyến xe buýt cũng như là đặc biệt là về tuyến Metro Line, tuyến tàu điện ngầm và tàu điện trên cao sẽ có, chúng tôi chắc chắn sẽ góp phần lớn để thay đổi cái hành vi mua sắm và tiêu dùng của thị trường bán lẻ thành phố Hồ Chí Minh. Thứ hai là cái việc trong lộ trình giảm giá AFTA thì xe ô tô, thì cái việc xe ô tô giá xe đến năm 2018 sẽ có kỳ vọng và sẽ giảm. Và khi mà giảm như vậy thì cái việc mà người dân sử dụng xe phương tiện giao thông là xe ô tô nhiều thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng một cách rất là tích cực đến cái thị trường bán lẻ, bởi vì khi mà cái tỷ lệ người sử dụng ô tô nhiều thì cái việc mà họ chọn cái kênh bán lẻ hiện đại thay vì là họ mua sắm tại những kênh bán lẻ truyền thống, đấy sẽ là một cái điều không thể chắc chắn là sẽ xảy ra.